Xin mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang được nhìn thấy những ảnh trực tiếp ở cuối đầu giữa Wolverhampton và Nottingham Forest, được các cầu thủ đối phương đế nhất, bởi cho tới lúc này thì Hoàng Y Chan đã có được tới 8 bàn tại ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Nottingham Forest ở mùa giải này và Elanga cũng vậy, Elanga lúc này đã có được 3 bàn thắng tại giải ngoại hạng Anh. Nico Williams, đường chuyền của Nico Williams, đánh đầu, không vào! Bàn thắng đã đến với cầu thủ bên phía Nottingham Forest. Quả đầu là của Toffolo, đã giúp cho các cầu thủ khách vươn lên dẫn trước. Đường chuyền sai của Totti và ngay lập tức thì Nottingham Forest mở ra một cuộc phản công. Nico Williams xử lý rất bình tĩnh ở tình huống này, quan sát cực cay trước khi đưa bóng vào như đặt để Toffolo đánh đầu. Quyết Dawson đã lui về và tưởng như đó có thể là một pha phá bóng thành công của Quyết Dawson. Tuy nhiên nỗ lực của trung vệ bên phía Wolverhampton là không đủ để giúp cho cao thủ đội chủ nhà tránh khỏi một bàn thua. Matheus Cunha, và chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài tình huống này. Nhưng có lẽ rất khó để có thể thổi phạt khi mà Willy Boly đã có một pha xoạc bóng hợp lệ. Một tình huống vào trúng bóng của Willy Boly rất kinh nghiệm. Hoàng Y Chan, thêm đường chuyền vào nữa của Totti. Hoàng Y Chan đánh đầu, không được, không có lỗi việt vị, ném biên thì không tính việt vị mà. Đây là một tình huống mà Hoàng Y Chan cũng không hề ở vị trí việt vị. Hoàng Y Chan, Thiago Gomez đánh đầu vào, Quyết Dawson dứt điểm ngay, không vào. Lemina đường chuyền tốt, căng ngang tuyệt vời, một pha phối hợp quá quá đẹp mắt của Wolverhampton, và Matheus Cunha là cầu thủ đã ghi bàn. Sabia chuyền bóng ngược ra phía sau, phải nói là hoàn hảo, pha phối hợp như trong trò chơi điện tử, như ở một người điều khiển vậy. Sự nhuần nhuyễn và sự hiểu ý của cầu thủ, pha phối hợp có thể nói là đẳng cấp cao của Wolverhampton ở tình huống này. Pha di chuyển rất khôn ngoan của Sarabia. Một đường chuyền có thể nói là sắc lẹm của Lemina. Pha di chuyển không bóng cũng rất hay đến từ Matheus Cunha. Và kết hợp lại thì chúng ta có được một bàn thắng hoàn hảo. Giswai rất an toàn, rất hay đường chuyền của Sarabia dành cho Nelson Semedo, cắt ngang. Vừa rồi là pha ngăn chặn của Murillo. Đánh đầu, rất nguy hiểm, cơ hội dành cho cầu thủ Nottingham Forest, không vào. Kimmon xử lý tình huống này hơi chậm và anh đã không quan sát phía sau, với Kouyaté tốc độ cực nhanh băng lên. Tình huống rất nguy hiểm, một sai lầm cực kỳ đáng trách, nhưng Jose Sa đã sửa sai cho Kimmon ở pha bóng vừa rồi. Cơ hội, không vào, bóng chạm đúng vào sân ngang. Và trọng tài cũng đã thổi phạt về lỗi việt vị của Elanga. Đó vẫn là một pha dứt điểm đầy tiếc nuối. Danilo, đường chuyền vào của Elanga. Đội tì mới vào sân và lập tức để mất bóng cho Nico William, đánh đầu, không vào.
Một cơ hội 10-10 dành cho Nottingham Forest, và suýt chút nữa thì họ đã có được bàn thắng, lại là Toffolo. Nhưng lần này thì cú đánh đầu của Toffolo đã không thành công, dù rằng anh vẫn đón nhận một đường chuyền đến từ Nico Williams. Chúng ta đang được xem lại cơ hội này đến cho Toffolo. Lại thêm một tình huống chạy cắt mặt rất hay của Toffolo. Elanga, khoảng trống dành cho cầu thủ Nottingham Forest, và thêm một cú dứt điểm nữa. Ryan Yes là cầu thủ đã vừa tung ra cú sút. Rất hay. Vẫn là cầu thủ Nottingham Forest đường truyền của Mangala. Không thể có được cú dứt điểm của Engala. Dứt điểm này. Gibbs White. Đường truyền vào của Gibbs White. Không có bất kỳ một cú đánh đầu nào đến từ cao thủ bên phía Nottingham Forest. Euro rất hay. Nhưng vừa rồi là một pha bắt bài tốt của Matheus Cunha. Matheus Cunha dứt điểm ngay, không vào. Vẫn là Matheus Cunha. Hai cú dứt điểm liên tiếp nhưng chưa thể giúp cho cầu thủ Wolverhampton tìm kiếm được bàn thắng. Đường chuyền của Totti. Hoàng Hy Chan. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Hoàng Hy Chan đã ngã nhưng không có tiếng còi này vang lên. Người vừa ngăn chặn Hoàng Hy Chan là Willy Boly. Và đây là tình huống mà Hoàng Hy Chan cho rằng mình đã bị phạm lỗi. Quá khó để có thể thổi phạt đền ở tình huống này. Hoàng Hy Chan đã gặp bất lợi hơn so với thể hình của Willy Boly. Đây là pha bắt bài rất hay của Matheus Cunha. Sau đó liên tiếp Matheus Cunha có hai pha dứt điểm. Không thể vượt qua được thủ thành Matsuda cũng như cạo vệ của Nottingham Forest. Cú dứt điểm đầu tiên thì chưa đủ độ khó. Cú dứt điểm thứ hai thì hậu vệ bên phía Nottingham Forest đã cản phá thành công. Đánh đầu. Có thể dứt điểm. Tuy nhiên thì bóng đã không đi trúng đích. Đó là cú dứt điểm của Gibbs White. Morgan Gibbs White đã có nỗ lực để tung ra pha bắt vô lê. Cú sút là thiếu đi sự chính xác. Phải phạt của Jao Gomes. Totti đánh đầu vào. Huyện Dawson chưa thể dứt điểm. Một tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía Wolverhampton. Và đúng này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Wolverhampton và Nottingham Forest. Hai đội kết thúc trận mà hòa nhau với tỷ số là 1-1. Quà tặng cuối năm từ K+, app K+ ưu đãi lớn, giảm tới 50%.